Bây giờ là tới Bình. Trời, Bình cũng quá đơn giản mình ơi. Thử thách của Bình cũng rất là đơn giản. Bình là nhà sáng tác nhạc mà, hát cái gì cũng được. Hồi nãy Bình có nói là âm thanh nào hay cái bài nào Bình hát cũng được, cho nên là giờ Bình hát bolero cho nghe Bình. Bolero là mình cũng có nghe nhưng mà mình không có thuộc. Không sao, mình có lời luôn. Kiếp đam mê bằng kiểu đây nè. Tôi xin người cứ gian dối cho tôi tưởng Rồi, dấu. em chơi một cái tông tưởng tượng đi. Được không? Phải thăng đánh được. Tôi xin người cứ gian dối cho tôi tưởng người cũng yêu tôi. May ra thì còn thấy đời vui khi cơn mưa mùa đông đang tới. Tôi xin người đang gian dối, đôi tay này vẫn chờ mong, con tim này dù lắm lòng đông. Tôi yêu người bằng nói nhất quán, không than van và không than trách. Cho tôi gọi gì đó, hát gì đó. Thôi được rồi, tôi thấy quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã có được một cái phần thử thách nó rất là Hát hát bài mưa rừng được không? thôi được thôi được Trời ơi, tôi đưa ra thử thách mà ông vừa rồi hát hoài luôn. MC sống não, MC sống não. Chúng ta đã vừa xem xong phần thử thách của Trâm dành cho Bình và Liz, và phần thử thách của Bình dành cho Trâm và bán nhạc.